Đúng rồi. Nếu làm cho trẻ con mà da nó khô ấy, làm những người da khô thì mình bôi một ít kem. Kem vaseline dầu dừa miễn sao chất bôi trơn. Cái này phải làm nhẹ nhàng đúng không? Đúng rồi. Mọi cái mình làm rất nhẹ nhàng tình cảm. Thank you.